Xin chào quý vị các bạn đến với nhà thi đấu của tỉnh Khánh Hòa để theo dõi những trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu thứ hai giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Leste Milo 2022. Tức là chúng ta là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Thái Bình và Hà Nội. Ngày hôm nay các cầu thủ Thái Bình hoặc ra sân với những cái tên cầu thủ mà số 2 Nguyễn Đức Thắng, số 5 Hà Thanh Duy, số 6 đội trưởng Vũ Tiến Tài Lộc, số 8 Trần Trung Kiên và thủ môn là Bùi Duy Minh mà số 20. Trong khi đó thì các cầu thủ Hà Nội họ ra sân với tuyển số 1 Nguyễn Văn Anh, các thủ mà số 2 Nguyễn Công Thành, số 4 đội trưởng Hà Minh Chiết, số 6 Đỗ Bá Tùng Anh và cầu thủ mà số 10 là Nguyễn Thanh Nhàn. Vậy là hiệp 1 đã bắt đầu và ở trong hiệp 1 trận đấu này thì các cầu thủ Thái Bình là những người đón trước và sẽ vào phần sân bên phía tay phải với bộ trang phục màu vàng. Trong khi đó thì các cầu thủ Hà Nội họ sẽ ra sân trong bộ trang phục màu xanh. Đây là tình huống lên bóng của các cầu thủ Thái Bình. Thể hình trên sân lúc này của Hà Nội là tương đối cân bằng nhau. Với những cái giải đấu trẻ như thế này thì việc được phục rất tự tin. Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về các cầu thủ Hà Nội và người đã tung ra pha dứt điểm đó là cầu thủ mà số 9 Nguyễn Anh Đức. Ở trận đấu ra quân vào buổi chiều ngày hôm qua thì cả Hà Nội, chính xác hơn là buổi sáng ngày hôm qua thì cả Hà Nội và Thái Bình đều đã để thua. Nếu như cao thủ Thái Bình để thua cao thủ CMT VSH với tỷ số 1-5 thì Hà Nội đã chịu thua cao thủ Thăng Long FC với tỷ số 2-6. Và chắc chắn rằng ở trận đấu này thì họ sẽ rất muốn có được những điểm số đầu tiên của trận đấu này. Có chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Leste Milo sẽ được diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 tại nhà thi đấu Văn Đức Chinh của tỉnh Khánh Hòa. Rất tự tin vào số bóng tốt của cao thủ Hà Nội. Và riêng đó là tình huống tiền của anh Đức. Anh Đức đang có những sự hợp rất tốt với đội trưởng Hà Minh Chiết. Thế cho các đỏ xanh. Thế trận tương đối lớn nhất trong phút vừa qua. Lành của Thái Bình đã được phải hai người cản phá thủ môn rồi. Tình huống lên bóng của các Hà Nội đang tiềm ẩn rất nhiều những nguy hiểm. Họ đang có một thế trận rất tốt. Huấn luyện viên trưởng của các cầu thủ Thái Bình trong trận đấu ngày hôm nay tiếp tục là ông Tô Bình Nhân. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng của Hà Nội là ông Phan Tú Anh. Điều khiển trận đấu này là của trọng tài thứ nhất ông Phạm Đức Phúc. Rồi thứ hai ông Nguyễn Nhật Long, trọng tài thứ ba ông Phan Văn Nguyên và giám tài thứ ba là ông Dương Hiển Giang. Làm đơn giải cho ông đi. Đó là rất tốt, chưa đủ để vượt qua được những tình huống đeo bám của cao thủ Hà Nội.
hội đạt được là chiến thắng này của chủ tịch Thái Bình. Đây là cú đá bóng sẽ chuyển quả cá biên lên cho các cầu thủ Hà Nội thôi. Bóng đá chạm vào chân của đội trưởng Vũ Tiến Tài Lộc trước khi Thiên Thái đánh chặt. Bóng góp rất nhanh của cầu thủ đến từ Hà Nội. Quán lần trừ thôi thì cơ hội đã trôi qua. Không chỉ lỗi rất đáng tiếc đến từ số 5 Dương Quang Minh. Đây rồi, thủ thuật tăng hàng là Huy Văn Xuân. Và đáp số là rất nhanh của Trịnh Trung Đức. Mình sẽ sinh ra được một phút ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Thế trận trong những lượt qua gần như toàn bộ đá nghiêng về cao thủ với một Hà Nội, và chắc chắn rằng huấn luyện của các cầu thủ Thái Bình sẽ cần một phút để giúp cho các cầu thủ trẻ của mình lấy lại được cách chơi và tinh thần tốt hơn để hội đám nước của chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu tiếp theo của hiệp một. Trận đấu giữa đội hiệp một Hà Nội và đội Thái Bình. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Phút thứ 8 của trận đấu. Đã có lỗi chọc lưới chắc rồi. Để hoàn lỗi là Nguyễn Công Thành. Tình huống va chạm giữa hai cầu thủ và số 2 trên sân. Người bị phạm lỗi đó là Nguyễn Đức Thắng. Bóng đá bạn có rồi vào số 0. Nguyễn Đức Thắng của rồi là Thanh Quỳ. Đó là tình huống đã trả gây sức nặng của cao thủ Thái Bình. Còn như hoàn toàn giáp với trong khoảng thời gian đầu của trận này. Người thứ hai không chờ xem. Một bổ sung vào bàn xuất hiện. Tình huống xử lý rất cơ bản đến từ số 10 Thanh Đạt. Quả bóng đến với vị trí Thanh Đạt. Rất gọn gàng. Và dứt điểm từ rất xa. Hoàn thành của Thái Bình đã chơi rất tập trung ở trong những vừa qua. FC nằm ở bảng C và với việc đã
đều để thua ở trận ra sân vì cả hai đội Thái Bình và Hà Nội đã rất khó, rất muốn có được trận đấu với kết quả tốt nhất của mình để nuôi vòng đi tiếp. Áo vàng. Đá thẳng. Thì ông treo bóng có ý đồ về phía cầu môn của cầu thủ Thái Bình. Đó cũng là pha xử lý của Quốc Thành. Kịp không? Đường xuất tướng là tốt của môn bên phía Thái Bình. Bùi Duy Minh đã có một hiệp đấu trông cực kỳ tập trung. Xử lý rất khéo và ở dưới liên tục của Đức Thắng đã khiến cho những chi cản của Thanh Đạt gặp rất nhiều sự khó khăn. Và xử lý tốt của đội trưởng đã đi chết rất đáng tiếc. Sau đó đã không có sự hiểu ý nhau. Đưa bóng nguy hiểm. Sau đó thì lại là một pha xử lý quá chậm. Đá liền dành cho cao thủ Thái Bình. Trận đấu này thì đội thủ Hà Nội tham dự với hai đại diện, đó là Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Hà Nội. Và ở hai trận đấu ra quân của họ thì họ đều đã để thua. Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã để thua cao thủ Nguyễn Hùng Thanh Hóa với tỷ số 1-4. Và để cập nhật kết quả của ngày thi đấu đầu tiên, ngày thi đấu khai mạc mùa giải có chung kết giải bóng đá đi đầu quân toàn quốc SMU 2022. TVT VSH 5-1 Thái Bình. Hà Nội 2-6 Thăng Long SC. Đơn vị Phú Nhuận Sài Gòn 4-2 Blue Sky. Hưng Yên để thua 0-3 trước cầu thủ Đắk Lắk. Lâu Thành phố Hồ Chí Minh đã có một trận thua đậm nhất trong buổi chiều ngày hôm qua, 0-8 trước Gia Bảo Hải Dương. Khi đó thì chủ nhà Khánh Hòa đã để thua với tỷ số đứng rất thấp, đó là 1-7. Được chơi cú đây. Các bạn tiếp cho bạn dứt điểm được rồi để thua Anh Đức. Cầu thủ sau lại số 10 Thanh Đạt đã làm rất tốt cho chúng tôi rồi. Đáng tiếc là đồng đội của mình này đã không thể có một pha dứt điểm tốt từ những chân thành của thủ thành Duy Minh. Và bên phía của Hà Nội đã có những sự thay đổi người đầu tiên. Và xin được gặp về đội trưởng Hà Minh Chết. Cầu thủ vào sân bên phía Hà Nội đó là số 7 Dương Bảo Phúc. Đã có lỗi rồi. Một tình huống cao chân của Đức Thắng. Mọi người đang nằm đau trên sân. Đó là Công Thành. Thank you.
trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục khi mà Công Thành đã được cho ra nghỉ. Và đá thẳng của cầu thủ của Hoàng Sa Tây Bưởi, đó là Phạm Minh Tuấn. Phạm Minh Tuấn đã vào thay vị trí của Công Thành. Phút thứ 16 của hiệp 1 và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Các cầu thủ Hà Nội là những đội bóng đã có được rất nhiều những cơ hội nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa những cơ hội của mình thành bàn thắng. Trong khi đó thì Thái Bình ở chơi một ngày họ đã có một tình huống đưa bóng vào cột dọc của đối phương trong một tình huống đá phạt trực tiếp ở một cự ly khoảng 13 mét. Và bàn cao thủ Thái Bình quá chậm, tiếp tục là cầu thủ Hoàng Đan thì ông đang xả tốt đến từ Thái Bình Tuấn, đây sẽ là một bàn thắng 3-1. Đường đường vào trong là không được sự tốt nhưng của Thái Đức vẫn là cầu thủ Thái Bình dứt điểm. Đó là cầu thủ đáp trả đây của Thái Bình, người có chân đó là Sơn, chưa đủ khó để chắn được hai trận đấu của đội tuyển Hà Nội. Đó có hai trận đấu ở sân và trọng tài đã cho các thủ của đội Thái Bình lại. Điểm bóng đã đi sẽ không thành. Bây giờ đây thì Hà Nội sẽ xin cho dưới một phút ở trong một trận đấu này. Sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến cuối của hiệp đầu tiên. Vừa qua thì Thái Bình với lại đội bóng có được nhiều cơ hội và chơi ấn tượng hơn. Đội bóng Hà Nội sau khi có những sự thay đổi người đã đánh mất thế trận của mình. Bây giờ đây thì Phương Cảnh lại quay trở lại với cao thủ 11 Hà Nội. Đại Long chuyển công tốt của Đại Long sẽ phải có một chiếc thẻ trong tình huống này. Chắc chắn rồi, đó là một tình huống phạm lỗi nguy hiểm của đội trưởng bên phía Hồ Thái Bình. Sau khi để bắt bóng thì đội trưởng của Thái Bình đã buộc phải có một tình huống di cản trái phép với người đã chơi tốt nhất trên hàng tấn công của U21 Hà Nội, đó là Thành Đạt. Đang phải nhận những sự chăm sóc của các bác sĩ. Và như vậy đang thì sẽ có điểm lúc thi đấu. Bên ngoài sân thì Dương Bảo Phúc đang chỉ định Phương Bảo. Không phải đó là anh Đức. Không có mới xuất hiện.
Chơi tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục là không có mình rồi. Và sức điểm đá bất trụ. Chân bán tiếp. Đó là điều xử lý của Đức Thắng. Lên bóng khá nhịp nhàng của cao thủ Thái Bình. Không có lỗi trong vài chất vừa rồi khi mà số 7 Dương Bảo Phúc của Hà Nội đã chạm trúng bóng. Đóng phải rất tốt của Công Thành. Người trong ra đường truyền vừa rồi bên phía Thái Bình là đội trưởng Nguyễn Tiến Tài Lộc. Lợi thế cho các bóng vàng. Bây giờ thì các trọng tài sẽ báo lỗi của Hà Nội. Người phạm lỗi ở trong bóng vừa rồi là đội trưởng Hà Minh Chiết. Cầm bóng tiếp của Công Thành. Đường chuyền đây. Rất đáng tiếc là bóng đã đi đâu vậy. Từ lúc này thì tiếng còn kết thúc hiệp 1 trận đấu của hai trọng tài đã vang lên và đội sẽ rời sân với kết quả hòa 1-0. Một hiệp đấu khá sôi nổi với rất nhiều những cơ hội của cả hai đội. Thì đầu hiệp 1 là khoảng thời gian mà các thủ Hà Nội đã chơi tốt. Trong khi đó thì Thái Bình đã lấy lại thế trận ở nửa cuối của hiệp đấu này. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ giây phút để đến với những diễn biến tiếp theo của hiệp đấu thứ hai. Xin mời các bạn chúng ta cùng quay trở lại với nhà thi đấu Văn Trinh của tỉnh Khánh Hòa để theo dõi hiệp đấu thứ hai trận đấu giữa cao thủ U21 Khánh Hòa và các bạn U21 Hà Nội và U21 Thái Bình. Kết thúc hiệp một, Hà Nội đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Nhìn chung thì cao thủ Hà Nội là đội bóng đã thi đấu tốt hơn ở nửa đầu của hiệp đấu đầu tiên, nhưng trong phút cuối của mình thì cao thủ U21 Thái Bình đã có được nhiều những cơ hội nguy hiểm về bóng thành của đối phương. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi là của Công Thành, một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Hà Nội ở trận đấu đầu tiên này. Ở trong hiệp đấu thứ hai này, các cầu thủ Hà Nội ra sân với thủ thành số 1 Phan Anh, cầu thủ mang số 2 Công Thành, số 9 Anh Đức, số 7 Bảo Phúc và cầu thủ mang số 10 là Thanh Đạt. Trong khi đó thì Thái Bình họ tiếp tục ra sân với đội trưởng mang số 6 Vũ Tiến Tài Lộc, số 7 Quang Huy, thủ thành số 20 Bùi Duy Minh, số 2 Nguyễn Đức Thắng và cầu thủ số 5 đó là Hà Thanh Duy. Điều khiển trận đấu này là tổ trọng tài nhất, trọng tài thứ nhất ông Phạm Văn Phúc, trọng tài thứ hai ông Nguyễn Đại Nhật Long, trọng tài thứ ba ông Phạm Văn Nguyên và giám sát thời gian là ông Dương Hiển Giang, giám sát trận đấu là ông Hoàng Bảo Trung và giám sát trọng tài là ông Bùi Thành Thanh Nghĩa. Huấn luyện trưởng của các thủ Thái Bình là ông Tô Bình Nhân, trong khi đó huấn luyện trưởng của đội một Hà Nội là ông Phan Tú Anh. Tranh chấp rất tốt, đó là tình huống xử lý của Anh Đức. Trận đấu đang thiếu đi những bàn thắng, cơ hội thì đều đã chia đều cho cả hai bên. Thì chúng ta vẫn mong chờ những bàn thắng để trận đấu được
diễn ra mới hay hơn. Và chạm rất mạnh ở hộp giữa sân, và lúc này thì cả hai cầu thủ bên phía U21 Thái Bình và U21 Hà Nội đều đang nằm đau. Người đã nhận chiếc thẻ vàng thứ hai của trận đấu này là cầu thủ mà số 5 Hà Thành Duy bên phía U21 Thái Bình, và người vi phạm lỗi ở trong bóng vừa rồi là số 2 Quốc Thành. Như vậy là số 1 Quốc Thành đã được cho nghỉ, và người vào sân bên phía Hà Nội là đội trưởng Thái Bình trước. Và đội trưởng của các cầu thủ Hà Nội đá thẳng, bóng đi rất căng ở thứ hai, nhưng thì anh mới làm chủ được tình hình. Quay trở là rất tốt, bóng đã không về tới vị trí của Trần Duyệt rất tuyệt. So với hiệp thi đấu đầu tiên thì ở hiệp thứ hai này, cao thủ U21 Thái Bình đã chủ động áp sát đối phương ngay ở phần sân nhà. Cơ hội cho Minh Chiết, cơ hội thứ bảy. Mặc dù đã xuống số 11 của U21 Thái Bình vẫn có được một tình huống can thiệp tốt, khiến cho Hàn Chiết không thể tung ra bàn dứt điểm. Đó là những lỗi cá nhân của Trần Đức Việt. Ở bên ngoài sân thì trợ lý huấn luyện viên của Hà Nội đã phải nhận những lời cảnh cáo và một chiếc thẻ vàng của trọng tài Phạm Đức Phúc. Lúc này thì các cổ động viên của Hà Nội vẫn đang tạo ra một không khí hết sức vui mừng cho trận thi đấu. Khá nhịp nhàng. Đó là phần đấu tiếp của cao thủ Thái Bình. Và
là Trần, rất xa đến từ Trần Vũ Kiên. Rất đáng tiếc cho cái trường hợp sau đó của Thành Đạt, bóng đá đi hơi mạnh một chút rồi vào làm lên của Á Đức Chiết. Lưới nhưng sẽ không có bàn thắng bởi đó là cú đá biên và không chạm các cầu thủ nào. Bóng chạm vào chân của Công Thành đi ra hết cái dọc. Một vài phút đá biên rất sâu với phút sang. Của các cầu thủ Hà Nội. Vậy là bóng đá không đặt trên mảnh vùng. Tiếng bắt bài rất tốt đến từ Thành Đạt. Thì vẫn là các cầu thủ lên. Lần thứ hai ở trận đấu này, ba thủ đã bị đưa bóng đưa vào góc của Hà Nội. Một tình huống dứt điểm ở một thế cực kỳ chống chạy. Rất đáng tiếc cho ca thủ áo vàng. Không phải nói rằng vận may là những người thế thôi ở trong pha bóng vừa rồi. Thì nó dứt điểm một cự ly khoảng tầm 3 mét, trước mặt là Không Thành rộng mở. Đáng tiếc là Thái Bình họ đã đưa bóng vào chút một dọc. Đây sẽ là cú. Và 10-10 thì các đội Thái Bình đã hiện thực hóa vào một pha phản công và cú dứt điểm của đội trưởng của Thái Bình là không thể cản phá bóng đưa vào sàn ngang và chỉ mất đi vào lưới.
Tấn công của Phan Anh, bóng đi là tương đối chính xác, vẫn không có với Lành Duy Minh. Phải chấp là rất tốt. Một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất của Hà Nội cho đến thời điểm này, khả năng lên công về thủ và những tình huống xử lý là cực kỳ chắc chắn. Và chạm bóng không tốt của Vinh Chiết, rất khó chịu. Đông Thành, Đông Thành và với những thắng của Thái Bình có không ít những tình huống tranh chấp với nhau ở trong một trận đấu này và cả ở hiệp hai nữa. Dành cho các thủ Hà Nội. Điều chuyển và không tốt của Vinh Chiết. Bóng bài rất tốt. Chiết,
đến rất ngay và tôi tin. Những người lùi về và cản phá thì đúng rồi, đó là anh Đức. Trước đó thì Hà Thành Duy đã loại bỏ được hai cầu thủ Hà Nội. Người chơi muốn chạm bóng đi sâu. Đây là bàn thắng sau là khách biệt. Bởi thế tâm lý chắc chắn là sẽ rất tốt cho các cầu thủ Hà Nội. Với bóng đá trẻ thì trận thi đấu cũng là điều quan trọng nhất. Cảm hứng thi đấu sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ có thể tạo ra được những điều cực kỳ tuyệt vời. Đây mới đang là giai đoạn hình thành sự phát triển về tiếp chiến thuật và tâm lý thi đấu. Chạm trong vòng cấm giữa anh Đức và Tài Lộc, chính xác hơn thì là Trung Kiên. Xuân Tài đã có những sự nhắc nhở với cả hai cầu thủ này. Đá biên dành cho thủ môn của Hà Nội. Dứt điểm ngay. Đó là pha ra chân của Quốc Thành. Tiếp tục là thứ dứt điểm của tiếng cầu kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ một Thái Bình và một Hà Nội đã vang lên. Hai đội đã cống hiến cho các khán giả 4 bàn thắng và họ sẽ giành được những điểm số đầu tiên ở trận ở mùa giải năm nay. Một trận đấu rất hay và kịch tính của cả hai đội, và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ 10 phút để đến với những trận đấu tiếp theo